Kính thưa quý vị, sau nhiều trở ngại, cuối cùng thì phim Bóng Quá Khứ cũng được trình chiếu tại Pháp trong sự đón chào nồng nhiệt của khán thính giả Paris. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ngày Chủ nhật 2 tháng 7 vừa qua, phim Bóng Quá Khứ đã đến với người Việt tại Pháp tại hội trường André Menier. Ban tổ chức gồm Hội Vì Việt Nam Tự Do và Hội Võ Bị Đà Lạt đã đón tiếp khoảng 400 đồng hương đến xem phim và gặp gỡ đạo diễn Thanh Tâm. Mặc dù trong bối cảnh nước Pháp đang xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo động, cũng như cướp phá, đốt xe để phản đối việc một cảnh sát bắn chết một thanh niên 17 tuổi. Buổi chiếu phim cũng được tiến hành tốt đẹp. Đại diện cho Hội Vì Việt Nam Tự Do, chị Lê Hằng cho biết. Cho dù đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng mà chúng tôi vẫn vượt qua. Nhất là gần đây, tức là trong tuần vừa rồi có chuyện bạo động. Thành ra rất nhiều người đã lo sợ và cứ tưởng là sẽ hủy bỏ cuốn phim này. Nhưng mà chúng tôi, anh em chúng tôi vẫn nhất định làm và chúng tôi đã tổ chức ngày hôm nay. Đại diện cho Hội Võ Bị Đà Lạt Pháp, ông Đặng Văn Khanh giải thích. Vì sao gặp nhiều khó khăn, trở ngại, ban tổ chức vẫn quyết tâm đem Bóng Quá Khứ đến với đồng hương? Chúng tôi tổ chức cái này vì đây là một dịp để nhắc nhở cho tất cả chúng ta không quên cái quá khứ tị nạn của mình và nhớ lại những ngày đau thương mà chúng ta vì hai chữ tự do mà phải lìa bỏ đất nước ra đi. Mặc dù nước Pháp đang bao trùm một tâm trạng lo lắng bởi những cuộc bạo loạn, chuyên chở công cộng bị xáo trộn, thế nhưng số người đến tham dự cũng rất đông. Và đó cũng là niềm khích lệ cho ban tổ chức. Dạ, rất là hào hứng chị. Tại vì lúc mà mình ghi danh từ tháng 2 rồi, thì chỉ có một ngày cuối tuần mà đã lên tới 200 người rồi. Và sau đó đó là đã lên tới 400. Và tụi này đã bàn với anh Khanh là mình ngưng sổ tại vì đông quá mình cũng hơi ngại chị. Tại ra mình đã ngưng. Tại ra sau đó có những người ghi danh là mình đã không dám nhận rồi. Thì rất là tiếc. Nếu mà mình biết trước mà cộng đồng Paris mà tham gia hào hứng như vậy thì có lẽ mình sẽ tìm một phòng 1.000 người rồi đó. Cũng như nói lên tinh thần của người Việt tại Pháp. Chưa tới 2 giờ mà coi như sắp sửa đầy hết rồi. Thì đây cũng là một cái chuyện mà chúng tôi rất là vui. Biết rằng là cộng đồng Paris thì mình đó là vẫn còn những cái sinh hoạt cộng đồng chứ không phải là thờ ơ giống như mình đã nghĩ như trước đây. Và dĩ nhiên, sự ủng hộ này cũng là niềm động viên to lớn cho đạo diễn Thanh Tâm. Tiếc là cái đoàn phim hồi lần trước qua trình diễn ở châu Âu là trong đoàn đến 20 mấy 30 người, mà lần này thì em đến đây có một mình thôi. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng như là khán giả ở Paris đã dành cho em một cái tấm chân tình rất là nồng ấm và em cảm thấy giống như là mình được về với nhà của mình vậy đó. Em nghĩ là khán giả Paris đã mong đợi rất là lâu và cũng rất là tiếc là trong lúc này lại xảy ra cái vụ bạo loạn ở bên Paris. Nhưng mà khán giả vẫn đến và cái điều đó làm cho em rất là cảm động. Em cảm thấy là mình may mắn và đã không phụ lòng khán giả ở tại Paris. Yeah. Ngoài niềm khích lệ tinh thần, Bóng Quá Khứ cũng nhận được nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc tế của Canada, Mỹ, châu Âu, Singapore, v.v. Đạo diễn Thanh Tâm dành tặng nó cho những người còn sống hay đã mất, góp phần dựng nên bộ phim này. Em nghĩ là nó dành cho những người trong đoàn phim chứ không phải riêng gì em. Và em muốn tặng những giải thưởng này cho những người thuyền nhân đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do thưa chị. Yeah. Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, Bóng Quá Khứ đã đến với khán giả của nhiều thành phố ở Bắc Mỹ, Úc Châu và 7 quốc gia ở Âu Châu. Đạo diễn Thanh Tâm ghi nhận tấm chân tình của khán giả khắp nơi với những kỷ niệm không thể nào quên. Cái ấn tượng nhất là những người lớn tuổi, những vị khán giả lớn tuổi mà phải đi xa lăng đến và phải chống gậy đến. Và em nhớ là tại bên Đức thì có một lần là đi lên cầu thang rất là cao và có một bác đó phải đi xa lăng đó. Và em nhớ là có rất là nhiều những người khán giả khác đã phụ khiêng cái xa lăng đó lên và cái hình ảnh đó làm cho em rất là cảm động. Khi mà đi đến những cái nơi mà có những người khán giả lớn tuổi như vậy mà cái mùa COVID đó, họ đều vẫn đến, nó làm cho em rất là cảm động thưa chị. Và mình cảm thấy là những công sức mình bỏ ra đó nó thật sự là đáng và mình càng cố gắng hơn nữa để không phụ lòng khán giả đó thương yêu. Khán giả đến xem phim hầu hết là những người có một quá khứ gắn liền với những đau thương, mất mát do cộng sản gây nên. Ba cũng là sĩ quan Cộng hòa, rồi sau đó tụi này cũng là dân vượt biên hồi năm 80 đó, thì đây là một kỷ niệm để tụi này có thể là nhớ về quá khứ và cũng giữ lại những cái kỷ niệm rất là đáng quý, lưu truyền lại cho mấy đứa em sau này. Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và phần tụng kinh cầu siêu của Thầy Thích Quảng Đạo là phần văn nghệ chủ đề Thuyền Viện Xứ. Trong đó, những bản nhạc hướng về tâm tình người tị nạn cũng như những màn vũ cùng chủ đề với sự đóng góp của các ca sĩ Paris và từ Đức. Hò ơi, hò ơi,
phim kéo dài 52 phút là phần chia sẻ tâm tình giữa khán giả và đạo diễn Thanh Tâm. Những hình ảnh của những ngày đào thoát trong quá khứ lại hiện lên, khơi dậy nỗi đau sâu lắng của 48 năm qua và những giọt nước mắt lại được dịp tuôn trào. Phim làm rất hay, rất cảm động, coi là khóc. Thì nhớ là những chuyện buồn, cái đêm mà 30 tháng 4 sướng mất, khóc hết nước mắt. Dạ, thú thật là mình không có coi hết cuộn phim. Đi đến cái lúc mà hải tặc tấn công á, đó xúc động lên quá cho nên bỏ ra ngoài coi, không có coi hết được. Mình không ngờ là 40 năm sau là nó còn những cái kỷ niệm cũ nó nằm sâu ở trong tiềm thức của mình, nó đi lên, cho nên lúc đó đi ra ngoài khóc. Với đạo diễn Thanh Tâm, bóng quá khứ là một nén hương thắp lên cho những thuyền nhân đã bỏ mình trong lòng đại dương, trong trại tị nạn, để ghi lại một dấu ấn không thể nào quên, một giai đoạn lịch sử cần để lại cho thế hệ mai sau. Bây giờ phải nói cho thế hệ trẻ biết chứ, tại vì thế hệ trẻ đâu, tụi nó sống bên này, nó sinh bên này, nó đâu có biết cái giặc Việt Nam mình là cái gì. Bóng quá khứ được xem là liều lĩnh bởi nó được thực hiện bởi một dàn diễn viên không chuyên nghiệp và một kinh phí hạn hẹp. Cuốn phim đầu tay Bông hồng của mẹ và Bóng quá khứ của đạo diễn Thanh Tâm với nhiều giải thưởng quốc tế đã khẳng định được từng bước trên con đường nghệ thuật thứ bảy của người nữ đạo diễn trẻ. Cô Thanh Tâm rất là còn trẻ mà chọn một cái đề tài như vậy là rất là can đảm và hay, và nó đi từ tới cùng luôn, làm thành cái phim như vậy rất là hay, rất là giỏi. Thấy là đạo diễn rất là can đảm làm cái phim này. Vẫn với niềm mong muốn giữ lại những tư liệu về một đoạn đời tị nạn đã bị Cộng sản bưng bít hoặc tuyên truyền sai lệch, đạo diễn Thanh Tâm cho biết đang chuẩn bị một bộ phim mới. Thì hiện nay thì em đang làm một cái phim tài liệu về hành trình đi tìm tự do của thường nhân ở tại Canada, do chính phủ Canada tài trợ cho cái bộ phim này. Hiện nay thì em đã quay được rất là nhiều những cái tài liệu quý báu và em đã đi về trại tị nạn ở Đông Nam Á để mà quay. Và em đã phỏng vấn được rất là nhiều người ngày xưa đã giúp đỡ cho những người thường nhân. Và em hy vọng là cái phim này cũng được đón nhận như là phim Bóng quá khứ. Từ Paris, Từ Ngàn, tường trình cho đài SPTN.